Ok, và hi, xin chào anh em và chào anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Thì như tiêu đề của video ấy, thì hôm nay mình sẽ giải đáp cho anh em tất tần tật những cái gì mà liên quan đến tải ngọc dòng online ở trên nói chung là tải ngọc dòng online cho iPhone mọi người nhá. Đấy, thì như mọi người đã biết là mình đã hướng dẫn anh em rất là nhiều rồi. Ví dụ như tải cho iPhone qua Test Flight, AdCenter hay là tải cả mod mọi người nhá. Hiện tại cái phiên bản mod đợt mình có cài ấy, và ở thời điểm hiện tại thì vẫn chơi được mọi người nhá. Đấy, mọi người xem ơi, đây là phiên bản mod đợt mình tải, đợt mình hướng dẫn anh em đấy. Đấy, vẫn chơi bình thường. Đó, anh em thấy không? Mod thì nó sẽ mượt hơn rất là nhiều mọi người nhá. Đây này, đó, mình có thể chơi hai phiên bản một lúc luôn. Đó, ok, đây là mod. Đó, ok. Rồi, ngày hôm nay thì sẽ chia sẻ cho anh em một số lỗi mà anh em tải qua Test Flight bị lỗi mọi người nhá. Tên này mọi người cần cài cho mình cái Test Flight về nhé mọi người. Cái này thì anh em lên App Store cài mọi người nhé. Thì đây, bản kia là mình cài bản gọi là qua gì nhỉ, App Store không nói. Đây, bây giờ Test Flight mọi người nhé. Đầu tiên mọi người truy cập thẳng vào trang chủ Ngọc Dòng Online mọi người nhé. Sau đó thì mọi người cài cho mình cái Test Flight 1 hay Test Flight 2 này. Thì chắc là cái Test Flight 2 này nó sẽ không bị lỗi mọi người nhé. Thì khi mà mọi người bấm như thế này thì nó sẽ hiện lên một phần nữa là cài đặt như này. Đó, nhớ là phải cài cái Test Flight về trước, xong rồi anh em mình mới vào cái Safari, rồi anh em mình vào cái mục Test Flight 2 đấy. Rồi bây giờ là ngồi chờ cài anh em ạ. Anh em đợi chút thì mình nghĩ là nó cũng sẽ nhanh thôi. Thì có khá là nhiều bạn hỏi mình là làm thế nào để có thể là, đây, nhiều bạn thì kiểu các bạn tải về xong các bạn lại bảo mã quy đổi nó là cái méo gì. Đây, nhiều bạn kiểu không vào trực tiếp cái Safari này, các bạn bảo ôi thế nó cái mã chuyển đổi nó là cái gì. Đấy, thì tiện mình chia sẻ luôn với mọi người nhá. Bình thường khi mọi người bấm như này này thì nó sẽ có một cái mã gọi là mã chuyển đổi này. Mã chuyển đổi thì nó sẽ là cái này này anh em ơi, nó có một số chữ ở đây này đó, anh em sao chép đó. Thì đấy, khi mà tải xong thì anh em chỉ việc tải lên, mở lên mà chơi thôi, xong rồi nó hiện tiếp này, anh em tiếp bắt đầu kiểm tra là được. Thì tại sao nó lại có cái là 90 ngày như thế này này, đây này, tại sao nó lại có cái 71 ngày? Thì cái Test Flight này theo cơ chế mà hiểu ấy, thì tức là nó chỉ là cái phần mềm để cho anh em mình test những cái ứng dụng ở trên Test Flight thôi, nó chưa lên chính thức được ấy. Đó, để cho mọi người có thể test lỗi các thứ thôi. Với lại nó có giới hạn số người test nhá, tức là một cái phiên bản Test Flight này không biết là được khoảng bao nhiêu nghìn người ấy anh em. Đó, thì cứ hết 90 ngày thì AD chắc nó lại lên lại thôi anh em ơi, cũng bình thường, chả có gì phải lo cả đấy, cứ thế mà bật lên mà chơi thôi. Còn cái vấn đề mình vừa mình bảo là cái mã quy đổi á, thì thực ra là những anh em không bấm vào link ấy, không, anh em không bấm vào cái anh em không bấm vào cái Test Flight 2 này này thì nó không chuyển đến, thì anh em lại vào luôn Test Flight đấy, thì anh em nhập mã chuyển đổi vừa lấy vào là được anh em ạ. Sao dán nó không được nhỉ? Chắc là mình bị lỗi cái chữ dán nào thôi anh em ạ. Đây, 0U4D, 0U, đây mình nhập không méo được anh em ạ. Đây đây, 0, ô, số 0 được à? Ô, méo nhập được số 0 anh em ạ, không nhập được chữ à? Chỉ là, nó chỉ là ZKL này thôi anh em ạ. Thôi tốt nhất anh em cứ bấm vào link bio cho mình, à nhầm, anh em cứ bấm vào cái Test Flight 2 này cho mình là được. Nó khác chuyển hướng đến cái Test Flight cho mọi người thôi. Nó đơn giản, sau cài xong thì mọi người chỉ việc chơi thôi. Và sau khi cài thành công rồi nhá, thì lúc nào nó cũng hiện ở trên màn hình như này cho mọi người nhá, mọi người bấm vào. Đấy, cứ thế mà chơi thôi, bấm chơi mới xong chơi thôi. Nói chung là chơi trên iPhone thì để chống cháy thôi anh em ạ. Chứ mình nghĩ chơi iPhone như cứt anh em ạ, không hay đâu. Tốt nhất anh em cứ chuẩn bị cái PC hoặc là cái điện thoại APK tại mod giếc cái thứ về chơi cho nó hay mọi người nhá. Ok, đấy tất tần tật những cái gì mà liên quan đến tải Ngọc Rồng cho anh em. Ok, còn phiên bản mod thì mình có những cái video mới nhất cho anh em ở đấy. Thì anh em nào muốn xem thì lười thì cứ vào cái kênh của mình mà ngó ấy, mọi người nhá. Cảm ơn anh em xem clip. Bye bye.